Đại dịch Ebola đang ngày một diễn biến phức tạp và hơn lúc nào hết thì mọi người đang mong sớm có một loại vaccine có thể chữa trị được virus này. Điều đó đã tạo nên một cuộc chạy đua giữa các hãng dược phẩm. Hàng triệu đô la Mỹ đã được bỏ ra với kỳ vọng liều vaccine Ebola đầu tiên có thể được sản xuất vào nửa đầu năm 2015. Dự kiến chi phí cần thêm cho đợt tìm kiếm vaccine lần này vào khoảng 200 triệu euro, tương đương 250 triệu đô la Mỹ. Hai hãng dược phẩm lớn của thế giới là Johnson & Johnson và GlaxoSmithKline cho biết sẽ hợp tác cùng nhau để có thể cho ra khoảng 1 triệu liều vaccine Ebola đầu tiên vào giữa năm sau. Sau khi thử nghiệm trên động vật thành công, hiện chúng tôi đang thử nghiệm trực tiếp lên các mẫu máu của các tình nguyện viên. Chưa có kết quả rõ ràng, nhưng tôi tin là chúng tôi sẽ sớm làm được. Các liều vaccine dùng thử của hai hãng này sẽ được bắt đầu vào tháng 1 năm 2015 cho các tình nguyện viên. Sự vào cuộc mạnh mẽ của các hãng dược phẩm được cho là vì sẽ thu được lợi nhuận lớn nếu tìm ra vaccine Ebola và độc quyền bán chúng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cuộc đua giống như một trò cá cược bởi chi phí để thử nghiệm và tìm kiếm vaccine rất tốn kém. Tôi nghĩ việc đầu tư vào vaccine Ebola là một cơ hội lớn, nhưng sẽ không dễ dàng gì để các hãng dược phẩm thu được lợi nhuận từ cơ hội này. Chưa biết các hãng dược phẩm có kiếm được gì từ cuộc đua tìm kiếm vaccine Ebola hay không, nhưng việc chung tay của các hãng dược dự kiến sẽ giúp hàng chục nghìn người ở Tây Phi và các y bác sĩ tình nguyện tại đó sớm nhận được liều vaccine đầu tiên vào tháng 1 năm sau.